chào các bạn. Hôm nay cả gia đình mình sẽ cùng lái xe đến thành phố San Diego của tiểu bang California. Cả gia đình mình sẽ ra biển ở đảo Coronado, hay còn gọi là Coronado Island. Xin mời các bạn cùng đi với gia đình mình nhé. Từ phần đất liền của thành phố San Diego mà mình muốn đi ra đảo Coronado thì mình phải đi trên cái cầu rất dài. Thì bây giờ xe mình đang chạy trên cái cầu nè, rất cao mà rất dài nữa. Cái cầu này là nối liền giữa phần đất liền và ngoài đảo. Đó, những cái building ở trong đó, những tòa nhà ở trong đó là ở trong phần đất liền. Còn phía ngoài này á là đảo nè. Rồi mình thấy có rất nhiều những con tàu ở dưới này nữa. Nhìn phía bên phải màn hình, các bạn thấy đó là cái cầu nối đó. Xe của mình vẫn còn đang chạy ở trên cầu á, mà phía bên này, cái cầu này nó hơi cong một chút xíu. Thấy căn nhà này đẹp nên mình đứng chụp hình ké nè. Ra biển mình mang theo lều dựng lên để che nắng nè. Biển hôm nay đông người quá. Trời hôm nay nắng, xanh, trong mà hơi gió một chút xíu. Đó, hai đứa con mình ra ngoài biển là thích lắm. Xuống nước liền đó. Chết rồi, có bị đỏ không? Anh mở ra giùm em đi. Cái muỗng đâu ta? Có muỗng không? Cái che này nó khỏi bay bụi vô á. Okay, hold it. Don't spill it on the towel, okay? Okay. Đây là của anh chàng này nè. Đó, ngồi ăn bánh căn ở biển nè. Đó, bánh căn ngon lành chứ không? Is it too sunny for you? You need to move in? No. A little bit? I'm good. Okay, bắt sợi bóp nè. Bây giờ mình lấy cherry ra mình ăn nha. Đây, mua một bịch cherry luôn. Ngon quá. Trời, có xôi nè. Đây là xôi mặn. Đây, của chị gái này đây. Cái muỗng nè. Xôi cúc. Một xôi cúc nè. Có hai miếng chả. Nè, xôi cúc nè, cầm đi. Oh, anh chàng này ăn hết hộp bánh xoăn rồi nè. Ok, hang on. Just I'm always home, can I get one again? Mẹ bỏ cái này vô trong đó giùm con đi. Yes? On the way home, can I eat one again? Yes. Now do you want your sticky rice? Your red sticky rice? Eat your red sticky rice now, ok? Của anh chàng này là xôi cốt. Đó, đúng rồi. Here, eat some sticky rice now. I get your spoon. I think you're getting sunny. It's
mà nó ngọt quá chừng. Cho nên cát thôi mình này cầm đây, cầm cái bịch lên cao đi nè, cầm lên đây nè, chúng tôi cát không à, với cái lều toàn cát không à, cát thổi vô á. Wow, gió quá. Anh chàng này nằm ngủ rồi nè. Có con si vô kìa. Hải Âu. Con Hải Âu. Nghỉ mệt ăn lấy sức rồi, bây giờ lại ra ngoài biển chơi tiếp nữa nè. Hôm nay thời tiết rất đẹp, mà mùa hè nữa, cho nên biển rất là đông. Cha con này chơi trò nhảy sóng nè. Bột lọc, anh mở ra đi, em một tay sao em mở được. À, si cô. Hi, are you tired? No. Nice.
Bây giờ mâm mâm bánh bột lọc. Có nước mắm nữa nè. Có một trái ớt nè. Để em đếm cho có bao nhiêu cái nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 cái bánh bột lọc à. Dâu tây theo ra ngoài biển luôn nè. Mà anh chàng này nè. Đó. Trời ơi. Dâu ngọt quá. Dâu ngọt quá, ngọt quá. Có anh chàng này nè nha. Đám trong biển này á, to quá chừng, nhiều quá chừng luôn. Nãy giờ mình cứ đi ra đi vô là mình cứ ngắm nghía cái đám rong biển này hoài á. Bây giờ mình lại tiếp tục ăn nữa nè. Đây là hộp xôi mặn của mình nè. Cái muỗng đâu rồi? À, cái muỗng đây. Đây nè. Xôi mặn ở trong này là có xôi nè. Cái này là gà lạp xưởng. Ngon quá.
tươi đẹp, biển mát, mà trời nắng ấm, đẹp lắm. Chơi ở ngoài biển cả ngày rồi, bây giờ là mình thu xếp dọn dẹp đồ đi về, gấp lều lại để xếp lại để mang chất lên xe lại đó các bạn. Anh chàng này vẫn chưa muốn về đâu, vẫn còn muốn chơi với cát nữa. Mình có một cái wagon, một cái xe kéo, để đồ lên rồi mình kéo đi như vậy thôi, cho dễ, đỡ phải khiêng. Ngoài biển đông người ghê không? Có nhiều người á, bây giờ họ mới bắt đầu ra ngoài biển nè. Bây giờ cả nhà mình lại đi trên cái cầu nối liền để đi vào thành phố San Diego. Đó, cái cầu cong như vậy các bạn thấy không? Bye bye Coronado Beach. Bye bye Coronado Island nha. Lần sau có dịp mình sẽ lại ghé đến San Diego, sẽ lại ghé đến Coronado Island để đến bãi biển này nữa. Trong những bãi biển mình đã từng đi thì mình thích bãi biển này nhất, ở Coronado Island. Đẹp lắm! Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nhé. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nữa nhé.